chúng ta đã chọn nơi này, ở đây giao lại cho các ngươi. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nơi này. Bầy sói cũng đã quay trở lại bầy sói phía nam trước đây. Lại trở về nơi quen thuộc. He he, ta đến đánh dấu lại một chút. Ngươi quay về đây là lộ nguyên hình rồi phải không? Hắc của Nham đều đã lớn lên thế này rồi. Hắc của Nham, Cao Lam, Ấn Hoa cấp 29. Trạng thái sinh mệnh, tồn tại. Đã lên tới cấp 29 rồi. Phải nói rằng, rất nhiều lúc, ngay cả tốc độ trưởng thành của một chủng tộc mới, cũng phải chịu thua trước những loài hoa cỏ kỳ lạ này. Đúng rồi, hoa sen băng thế nào rồi? Vẫn ổn, hoa sen băng cũng đã lớn lên rồi. Ừ, ý thức phòng vệ mạnh như vậy. Hơi thú vị đấy. Ha, thơm quá, he he, còn muốn chống cự à? Sói vương, đây chính là lãnh địa mới của chúng ta sao? Không không không, đây là nơi cũ rồi. Hơn nữa là nơi ta và lão đại lớn lên từ nhỏ. Tất nhiên còn có sói muội, đừng tỉ bọn họ nữa. Ừ, ra là vậy. Vậy chúng ta có thể ở đây, xây cung điện và phòng thủ được không? Ồ, các người có ý định này à? Đúng vậy, chúng ta đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Chúng ta lập tức bắt tay vào làm. Ok, bắt đầu đi. Bầy sói bắt đầu xây dựng. Đúng vậy, nếu đây là trước thiên địa đại điện, tuyệt đối là thông thiên đại điện. Sẽ không ai tin tưởng thế giới. Sau thiên địa đại điện lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Phát hiện ra tam quan và trưởng thành của họ. Chủ thể vẫn còn vị trí phong ấn màu đen để sử dụng. Tên, tông lâm, chủng loại, sói bắc cực. Tầng thứ gen, 2. Đẳng cấp, 26. Thăng cấp cần 60,0 điểm tiến hóa. Thiên phú, ẩn nấp cấp anh, thời gian trôi qua mấy tháng. Sói vương, ngài xem, pháo phòng không siêu ly tử đã được trang bị trên các điểm then chốt của tường thành cung điện. Những khẩu pháo phòng không siêu ly tử này có uy lực cực lớn, có thể tăng cường đáng kể sức phòng thủ của cung điện. Ừ, không tệ. Hơi thú vị đấy. Vương quốc bên kia nói gần đây sẽ phái người đến đàm phán hòa bình với ngài. Đàm phán hòa bình. Hiện tại của thật vẫn chưa có ý định sẽ tạc ra mặt với loài người và khai chiến. Bây giờ nếu khai chiến với loài người đến mức sơn hà đổ nát, cho dù tạm thời chiếm được thế thượng phong, chiếm được không ít khu vực giàu tài nguyên, đa dạng sinh vật, bầy sói cũng sẽ phải chịu tổn thất không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa, đây là bảng xếp hạng dị thú do xã hội loài người gửi đến. Khát máu cuồng mãng, nhân bì cự thú, thần bí hải quái, bạch tuộc khổng lồ, kim điêu thần tốc. Sói vương Bắc Mỹ xếp hạng thậm chí còn cao hơn ta. Hạng 13. Sói vương lại còn đọc được cơ đấy, giỏi quá đi chứ. Sói trắng không đáng sợ, chỉ sợ sói trắng có văn hóa thôi. Ha 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 ha. Thời gian này mọi người vất vả rồi. Những thịt tươi này là ban thưởng cho các người đấy. Sói vương bạn tuế. Sơn Đức, ngươi và Vincent đi đàm phán đi. Sói vương, tôi vẫn muốn giấu thân phận, không muốn lộ diện nhanh như vậy. Cũng được, vậy Vincent, việc này giao cho ngươi xử lý. Vâng tuân lệnh. Đường đại sâm nguyên soái, he he, không ngờ nhân vật lớn trước mắt ta ngày xưa như đồng bao sơn dương trầm. Hôm nay cũng phải, ngồi ngang hàng tại bàn đàm phán. Không phải nói là bầy sói sao? Tại sao lại là những con người chứ? Chẳng lẽ đây là bầy sói tiến hóa thành người sao? Sao có thể? Thật khó tin. Tôi chả hiểu chuyện gì cả. Chuyện gì vậy? Hỏa lực bị diệt rồi. Chưa đầy mấy tiếng đồng hồ. Kim điêu thần tốc cũng quá đáng sợ. Rốt cuộc đây là tình huống gì?
Ai đi liên minh, nếu như vậy, thuận ta thì thịnh, nghịch ta thì vong, thì còn gọi là liên minh gì nữa? Ta thấy đây là tà giáo, căn bản vô dụng,